Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử Vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, quá lâm chi hổ, từ nay tới Tết âm lịch năm 2024, đang khổ ngập đầu, bất ngờ giàu to, đổi vận phát tài, tiền tiêu ba đời không hết nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, bất ngờ đổi đời giàu sang phú quý, tiền chất đầy két, sung sướng từ nay tới Tết Nguyên đán năm 2024. Đối với tuổi Nhâm Dần, nam mạng. Vào tiền vận, những người tuổi nam giới Nhâm Dần phải trải qua nhiều cuộc khổ cực và phiền muộn, sang đến tuổi trung vận và hậu vận mới gặp được nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 81 đến 92 tuổi, những người ăn ở lương thiện, làm nhiều điều tốt, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Chuyện nhân duyên của những người nam mạng tuổi Nhâm Dần được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 5, 6 và 9 âm lịch thì đường tình duyên sẽ thay đổi như thay áo. Họ phải trải qua ít nhất 2 lần tan vỡ trong chuyện tình duyên thì mới tìm được người tâm đầu ý hợp để chung sống đến cuối cuộc đời. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch thì phải đến lần thứ 2 trong chuyện tình duyên mới có được hạnh phúc đích thực. Những người may mắn nhất được hạ sinh vào tháng 1, 4 và 8 âm lịch, đường tình duyên viên mãn, không có bất cứ sự thay đổi nào, công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui và hạnh phúc. Nhờ vậy mà cuộc đời của nam mạng tuổi Nhâm Dần mới bớt đi nhiều phiền muộn, lo âu, đến năm 34 tuổi, sự nghiệp được vẹn toàn, tài lộc dồi dào về hậu vận. Đối với nữ mạng, xem tử vi thấy rằng ở tiền vận, nữ mạng tuổi Nhâm Dần phải trải qua rất nhiều vất vả trong cuộc sống, sang đến trung vận thì tình duyên với có nhiều đổi thay, đến hậu vận mới được bù đắp, sống trong an nhàn hạnh phúc, tiền tài phát triển mạnh mẽ từ trung vận, tạo tiền đề cho cuộc sống ở hậu vận được đủ đầy. Những người này có số hưởng thọ từ 72 cho đến 80 tuổi, những người ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt, tự khắc sẽ được gia tăng niên kỷ. Chuyện nhân duyên của nữ mạng tuổi Nhâm Dần được phân thành 3 trường hợp như sau. Những ai sinh vào tháng 1 và tháng 4 âm lịch thì chuyện tình duyên có thể sẽ thay đổi đến 3 lần. Những nữ mạng tuổi Nhâm Dần sinh vào cách tháng 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì may mắn hơn một chút vì chuyện tình duyên chỉ thay đổi 2 lần trong cuộc đời. Theo tử vi của tuổi Nhâm Dần, những người may mắn nhất là những người được hạ sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Đường tình duyên của những người này vô cùng viên mãn, hạnh phúc, không có sự thay đổi nào trong chuyện hôn nhân. Gia đạo có nhiều xung khắc, không mấy thuận hòa, tình duyên gặp nhiều gian truân, trắc trở vào tiền vận và trung vận, sang hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc, công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở và sáng lạn, vào tiền vận và trung vận, sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 30 tuổi, tài lộc vượng phát. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn bình an, may mắn và hạnh phúc. Quý vị kính mến, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, có số mệnh định rằng cuộc đời con giáp này phải chịu nhiều gian truân, vất vả. Vào thời trẻ, ngày đêm lo làm sao để kiếm được nhiều tiền, để lo cho gia đình. Thế nhưng, vẫn vất vả cực thân, ăn ở thì hiền lành, hiền lương, tu tâm dưỡng tính để đổi đời được. Vận trình, từ nay đến hết năm 2024 âm lịch, được nhờ ơn trời, thường Phật tổ chiếu mệnh, quý nhân chỉ đường dẫn lối, gặp đúng thời cơ, số bỏ một kiếm 10, bạc tiền rủng rỉnh, mua nhà lầu, tậu xe sang, đổi vận giàu LNM tiêu 2-3 đời không hết, mưu cầu như ý. Cô bác kính mến, người tuổi Nhâm Dần,
sinh năm 1960 cần phải nhớ, không có ai đến cứu cô bác cả, không có ai quá là quan tâm. Chỉ có cô bác tự thức tỉnh, tự kiên cường, tự nỗ lực, tự chăm chỉ mà cứu lấy chính bản thân mình mà thôi. Tuy nhiên, có bốn điều kiêng kỵ mà Nhâm Dần chưa biết, nó chặn đứng tiền tài danh vọng của bản mệnh, Giáp Thìn còn chưa thể thành tựu vinh hoa. Ngược lại còn rất khổ cực vất vả, nếu biết được bốn điều này, giàu sang phú quý sẽ trong tay của tuổi Nhâm Dần, chỉ là Nhâm Dần có muốn hay không thôi. Thưa quý cô bác kính mến, có một vài lời từ tận đáy lòng dành cho Nhâm Dần là như thế này. Trong cái điểm chững của giai đoạn 2020 đến 2023, Nhâm Dần chỉ nên thong dong, làm những công việc đã quen thuộc. Không nên liều lĩnh ham việc, vì hại lắm, vì khi nó sẽ phải trải đang định dạng cơ hội, tưởng là vận may, mà liền tay nắm lấy, xong xuôi thì lại chẳng thấy vận may đâu. Bởi lẽ dĩ nhiên là quá khứ không thể thay đổi được, vì cái gì đã mất tạm thời không cần tiếc nuối, cái gì đã qua tạm thời không cần nhớ lại. Vì năm 2023 này là đoạn Nhâm Dần cần nhìn lại một vài thứ, bao gồm tổng quan công việc, tổng hòa các mối quan hệ, tổng quát lại đường đi, tổng thể lại cuộc đời, vì từ ngày mai trở đi, Nhâm Dần sẽ bước vào giai đoạn rực rỡ nhất, lóng lánh nhất, hoàng kim nhất trong cuộc đời sinh ra, sở cầu như nguyện, ta thấy khó khăn đều tan biến, sung sướng hơn người. Vậy, vận trình từ nay tới Tết Nguyên đán của tuổi Nhâm Dần sẽ ra sao, cần lưu ý điều gì? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải ngay sau đây quý vị nhé. Với nam mạng, từ nay tới Tết 2024, sao Thái âm chiếu mệnh, người tuổi Nhâm Dần thường gặp may mắn, có cơ hội thu về tài lộc. Nam mệnh tuổi Nhâm Dần tuổi này phần lớn đã về hưu hoặc đang đảm nhận những chức vụ rất cao trong công việc, mệnh chủ sẽ được người khác tháp tùng và trợ giúp đắc lực về tiền bạc và sự nghiệp. Hơn nữa, sao Thái âm là sao bất động sản, nên nếu xây dựng nhà cửa, sửa chữa, mua bán bất động sản thì đều có cát lợi. Năm nay tài chính của quý ông tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, gặp nhiều may mắn. Tiền bạc hanh thông, đồng tiền trưởng bối sử dụng đúng mục đích, sẽ nhân lên nhiều giá trị tốt đẹp, tạo lập được danh tiếng tốt và được mọi người xung quanh yêu quý, kính trọng. Tình duyên gia đạo năm nay tiến triển rất tốt, nếu có nghi ngờ cũng sẽ sớm được hóa giải, như ý muốn mọi chuyện, gia đình đón thêm nhiều tin vui từ con cháu. Từ nay tới Tết năm 2024, nam mạng tuổi Nhâm Dần 1962 nên đến các cơ sở y tế để thăm khám định kỳ. Ngoài ra, nên sử dụng thực phẩm theo chế độ mà các chuyên gia y tế khuyên dùng, tập luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng và bệnh tình. Theo hạn tuổi, nam giới tuổi Nhâm Dần 1962 trong năm Quý Mão 2023 sẽ không phạm thái tuế. Phạm tam tai không, cuối năm 2023, tuổi nam Nhâm Dần 1962 không phạm phải tam tai. Phạm kim lâu không, cuối năm 2023, tuổi âm lịch Nhâm Dần 1962, nam mạng 62 tuổi, không phạm tuổi kim lâu. Phạm hoang ốc không, năm nay nam Nhâm Dần 1962, có cung nghỉ nghi, không phạm hoang ốc, ngược lại, còn là một trong ba cung tốt của hoang ốc. Vì thế, xây nhà trong năm này sẽ đem đến cho bản mệnh và cả gia đình sự giàu có hưng thịnh. Xây nhà được không? Quý bạn nên xây sửa nhà cửa vào năm 2023, vì năm nay, nam tuổi Nhâm Dần 1962 vừa không phạm hoang ốc, có nghỉ nghiêm lại còn là năm có trạch bảo, một trong bốn trạch tốt, gồm trạch đức, trạch phúc, trạch bảo và trạch lộc. Vậy nên gia chủ sinh năm 1962, Nhâm Dần nam mạng, nên mua nhà, làm nhà hoặc rửa nhà vào năm 2023, rất tốt. Riêng với nữ mạng, sao Thái Bạch là sao không mấy may mắn, nhưng do nữ tuổi Nhâm Dần 1962 đã ở độ tuổi nghỉ về hưu, nên công việc sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi sao này, cần cẩn trọng trong lời nói và cách cư xử, sẽ tránh khỏi những thị phi không đáng có. Tuổi năm này vẫn được nhiều sao quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, con cháu mang đến nhiều lộc, nên của cải dư giả, tài chính, tiền của trong năm bị hao tốn do ảnh hưởng của sao Thái Bạch. Tuy vậy, nếu biết tích lũy đầu tư, vẫn dư thừa của cải vào cuối năm, lý do là vì năm nay vận niên rất dễ thu về lộc, kiếm tiền dễ dàng khi bản mệnh cố gắng phát huy hết năng lực của bản thân và làm những việc thiện, tốt đẹp, có ý nghĩa. Tình duyên gia đạo, gặp hạn thiên la, nên năm nay tâm lý của bản mệnh tuổi Nhâm Dần thường dễ bất ổn, mọi việc cần nhẫn nhịn để gia đạo được yên bình và êm ấm. Người mẹ nên dành nhiều tình yêu thương, sự quan tâm hơn cho con cái, giữa vợ chồng nên nhẹ nhàng thông cảm, tránh cãi vã nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Về sức khỏe, cũng do tác động của hạn thiên la, tuổi này thường xuyên mệt mỏi và đau nhức,
mất ngủ về đêm hoặc thường cảm thấy nóng ruột. Vì thế hãy tránh dùng chất kích thích, lập chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp tập luyện thể dục thể thao và dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Năm nay, nữ giới tuổi Nhâm Dần 1962, không phạm thái tuế. Phạm tam tai không, nữ giới tuổi Nhâm Dần 1962 cần tránh các năm tam tai gồm Thân, Dậu, Tuất. Từ nay tới Tết 2024, người tuổi này sẽ không phạm hạn tam tai. Phạm kim lâu không, năm 2023 gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962 bị phạm kim lâu xúc. Nếu làm trong nhà năm này, sẽ có thể bị kim lâu xúc ảnh hưởng tới việc chăn nuôi, trồng trọt. Phạm hoang ốc không, năm nay tuổi của nữ Nhâm Dần 1962 có cung nghỉ nghi không phạm hoang ốc, ngược lại còn là một trong ba cung tốt của hoang ốc. Vì thế, xây nhà cửa trong năm này sẽ đem đến cho bản mệnh và cả gia đình sự giàu có hưng thịnh. Xây nhà được không? Quý bạn không nên xây sửa nhà cửa vào năm 2023 vì năm nay không phạm hoang ốc nhưng lại phạm kim lâu xúc. Không tốt để xây sửa nhà, nếu vẫn muốn xây nhà, bạn nên xem xét mượn tuổi để làm mọi việc được thuận lợi. Thưa quý cô bác tuổi Nhâm Dần 1962 kính mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong của con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Về số đông những người tuổi Nhâm Dần hay có tính cố chấp, việc gì họ làm chưa xong thì không chịu ngưng nghỉ, khi làm việc họ không câu nệ, song chủ yếu ưa thích những việc lớn. Họ làm việc nhiệt tình, có hoài bão lớn, thực sự cầu thị, tiến bộ, khẳng khái, quyết đoán, dũng cảm, dám làm việc nghĩa giúp đỡ người và lòng bác ái, có ý thức độc lập mạnh mẽ, không muốn người khác lãnh đạo mình, có đức tính lạc quan, dám nghĩ dám làm, ham thích sự đổi mới. Một đức tính đặc biệt của họ là đơn giản tự nhiên. Đối với công việc và cuộc sống, người tuổi Nhâm Dần có tính cách cố chấp, làm việc chưa xong thì không chịu bỏ cuộc, ưa thích làm những việc lớn. Người cầm tinh con hổ bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị cao sang và quyền quý, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những người tuổi Nhâm Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, với con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề đúng đắn nên ít khi mắc phải sai lầm. Tuổi Nhâm Dần trọng danh dự và chữ tín, nhiệt tình và có hoài bão lớn, thực sự cầu thị và có trách nhiệm với công việc và mọi người, sẵn sàng ra tay bảo vệ những người yếu đuối, khổ cực, cũng giống như con hổ, họ có ý thức độc lập và mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc vào người khác, có đức tính lạc quan, dám nghĩ, dám làm, ham thích sự đổi mới và du lịch khám phá. Đối với vấn đề tình cảm, tuổi hổ được mọi người kính nể, họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều hạn lớn bằng tính cách mạnh mẽ, sôi nổi, thái độ lạc quan. Người tuổi Nhâm Dần khiến mọi người chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn, trong đám đông họ trở thành tâm điểm để chú ý. Người tuổi hổ rất khó tin thưởng người khác, nhưng một khi đã tin thì lại là một người thành thật, một lòng một dạ, giàu tình cảm và khẳng khái, có khiếu hài hước. Tam hợp, nhị hợp của tuổi Nhâm Dần 1962 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nhé! Tuổi Dần thuộc nhóm tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất, nhóm này được gọi là nhóm tam hợp hỏa hay nhóm độc lập. Người sở hữu con giáp này thường là người chung một sở thích, yêu tự do, đam mê khám phá mọi thứ trong cuộc sống. Nhóm tam hợp này đều sẽ bị thu hút bởi những điều mới lạ và mới mẻ. Họ tự tin đứng ra nhận trách nhiệm và luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận những thử thách mới. Ai cũng biết Dần và Hợi cho trong năm bộ tứ hành xung, Dần, Thân, Tỵ, Hợi, nhưng đều giật mình vì đây là nhị hợp của Dần chính là Hợi, cùng nằm trong bộ tứ này. Vì hành thủy của tuổi Hợi sinh ra hành mộc tuổi Dần và ngược lại, một khi tuổi Dần và tuổi Hợi phối hợp làm ăn với nhau, sẽ bị lôi cuốn được rất nhiều suôn sẻ, hanh thông về đường tài vận. Bên cạnh đó, khi hai con giáp này trở nên cạnh nhau thì mối quan hệ tri kỷ thuận tiện được thiết kế và xây dựng, đồng thời tam vận gặp được quý nhân giúp sức cao hơn. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Nhâm Dần 1962 có một tháng bình ổn, 2 tháng may mắn và tháng phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm năm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, phát triển ổn định, có nền tảng thăng tiến nhờ quý nhân phù trợ. Theo dõi tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch thấy rằng tháng Quý Hợi được nhận định sẽ là khoảng thời gian phát triển ổn định. Với những người tuổi Nhâm Dần, có những tín hiệu tốt ở hầu hết tất cả các phương diện. Cục diện tử vi tốt là lục hợp thái tuế và các tinh thiên đức mang tới cho con giáp này những nền tảng thăng tiến nhất định. Trong công việc,
sự nghiệp sẽ có những bước tiến đột phá, kéo theo cả vận may về tài chính. Dự báo bản mệnh có thể sẽ được quý nhân phù trợ, cấp trên và đồng nghiệp tại chỗ làm cũng dành cho bạn nhiều sự công nhận và giúp đỡ khi cần. Về tài lộc, công việc thuận lợi không chỉ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho nhâm dần, mà còn hứa hẹn các khoản lợi nhuận, hoa hồng vô cùng rủng rỉnh, khiến người làm kinh doanh, việc buôn bán trong tháng mới gần như không có gì khiến bạn phải lo lắng, hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, buôn may bán đắt, tiền bạc đổ về ầm ầm. Bên cạnh đó, bạn vẫn có sự chuẩn bị với những biến động của thị trường và cả những lúc chịu cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này, nhờ có nguyệt lệnh lâm mộc dục, đào hoa có dấu hiệu tăng tiến, lợi cho tuổi nhân dần, củng cố các mối quan hệ tình cảm của mình. Người độc thân có thể có thêm cơ hội để làm quen gặp gỡ, hẹn hò, nhưng vẫn cần tỉnh táo để tránh bị lợi dụng tình cảm. Người có đôi, ngày càng gắn bó, khăng khít bên nhau, có thể tính tới chuyện chung thân đại sự. Nhìn chung, với thái độ tốt và sự nỗ lực tích cực, những người bạn tuổi nhâm dần sẽ đón một tháng 10 âm lịch suôn sẻ, vui vẻ, nhưng vì đây sẽ là một tháng khá tất bật. Do đó, bạn cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc, dễ khiến cơ thể lao lực. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, khó khăn xuất hiện là để thử thách năng lực của bản thân. Theo dõi tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, dù đối mặt với khó khăn thì cũng hãy tự tin rằng bạn sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Mọi người có thể nâng đỡ, hỗ trợ cũng chỉ làm giảm nhẹ tình trạng căng thẳng mà thôi. Tuổi nhâm dần nổi tiếng là người thông minh, mạnh mẽ, nhưng ít ai hiểu rằng họ cũng có những điểm yếu nhất định, nhất là khi một số việc đã lên kế hoạch kỹ càng lại càng đi sai hướng, cảm giác mất kiểm soát khiến họ cảm thấy thiếu tự tin. Thế nhưng, nếu còn trách cứ cuộc đời rằng người khác may mắn, còn tại sao tôi lại không có, thì có nghĩa là bạn chưa nghĩ thông suốt được mọi việc, không hiểu rõ vai trò của bản thân trong cuộc sống của mình, vì cộng thêm suy nghĩ tiêu cực càng khiến bạn khó thoát khỏi tình trạng hiện tại. Lời khuyên cho tuổi nhâm dần trong khoảng thời gian này là nên tĩnh tâm, nhìn nhận lại, nên cần đọc sách để mở mang kiến thức. Ngoài ra, bạn có thể gặp gỡ, hỏi han những người có kinh nghiệm để sáng tỏ vấn đề. Nguyệt lệnh lâm quan mang tới cho bản mệnh cuộc sống ổn định, vững chắc, nhưng dường như bạn đang quá cứng nhắc, khá vất vả vì phải tự lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ, tầm nhìn có vẻ hạn hẹp, nên đang thiếu đi sự cảm thông cho mọi người xung quanh mình. Dường như càng stress, tuổi nhâm dần lại càng dễ cáu giận, nóng nảy, cộng thêm ảnh hưởng của thiên cầu, nên dễ vướng vào thị phi không đáng. Không những thế, việc khó ngủ, tâm trạng hay bất an còn là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong khoảng thời gian này. May mắn là có tả phù nâng đỡ, nên dù gặp sao xấu thì tình hình cũng được giảm nhẹ. Mọi thứ sẽ êm xuôi nếu bạn sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh đang có, linh hoạt để tìm cách thích nghi thay vì đối đầu như trước đây. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, tiền bạc khá rủng rỉnh, tình cảm phạm đào hoa. Theo dõi tử vi hàng tháng, ở tháng cuối cùng của năm Quý Mão, công việc của tuổi nhâm dần vất vả, nhiều áp lực, còn bị tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh gặt hái thành quả nhất định, được ghi nhận sự phấn đấu và hưởng mức thù lao xứng đáng, tài vận trong tháng khá sáng, tài chính ổn định, thứ tài có may mắn. Tuy nhiên, chuyện hợp tác làm ăn có chút bất thận ban đầu, cần phải tìm cách tháo gỡ mới đi đến được thành công. Lưu ý, có kiếp tài gây hao tốn tiền của trong dịp cuối năm. Về sức khỏe, cần chú ý tới các vấn đề về tiêu hóa, nhất là tình trạng đau dạ dày, ăn uống quá độ, không đúng giờ giấc, áp lực tinh thần khiến bệnh trạng thêm nghiêm trọng. Tình cảm gặp trục trặc, dấu hiệu kẻ thứ ba xen ngang, phá hoại tình cảm, cần tỉnh táo để đề phòng, hạn chế việc quá thân mật với người khác giới, tránh nảy sinh tư tưởng ngoại tình. Tử vi sự nghiệp, theo tử vi năm 2023, trong tháng Ất Sửu này, áp lực công việc của người tuổi nhâm dần là khá lớn, điều này chi phối hầu như toàn bộ trong cuộc sống của bạn. Có điều, tuổi nhâm dần linh hoạt và nhạy bén về thời cuộc, vì thế, dễ dàng xử lý hoàn thành mọi công việc được giao, đúng tiến độ, thu về không ít thành quả tốt lành. Tháng này, Ất Mộc Lâm đế vượng ở nhâm dần, báo hiệu vận khí ngày này càng khởi vượng, khó khăn hay thử thách trước mắt chỉ mang tính tạm thời. Chỉ cần tuổi nhâm dần tập trung làm việc, việc gì cũng có thể giải quyết và thu hồi về kết quả mãn nguyện. So với tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, đây đã là tháng cuối cùng của năm, mọi việc cần gấp rút hoàn thành. Vì thế, khả năng cao tuổi nhâm dần phải tăng ca hoặc mang việc về nhà làm. Hãy cứ xông xáo và chủ động làm việc, dù biết là khó khăn vất vả,
thậm chí khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng có được. Mặc dù có điềm báo tiểu nhân quấy phá, cản trở công việc, nhưng cơ hội thăng tiến trong tháng rộng mở, bạn nghĩ sao? Nếu cuối tháng đón tin vui về việc thăng quan tiến chức, đó là tin vui, nhưng có lẽ không phải là điều quá bất ngờ đối với bạn. Tử vi tài lộc. Tử vi tháng 12 năm 2023 vẫn tiếp tục có sự khởi sắc về phương diện tài lộc, tài chính ổn định, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng nhẹ, theo lịch vạn niên, thứ tài biến chuyển tích cực, có nhiều may mắn, theo đó ngoài khoản lương chính thức, tuổi Nhâm Dần còn nhận được mức tiền thưởng, hoa hồng, tiền tặng thưởng khá hậu hĩnh, xứng đáng với sự phấn đấu miệt mài trong suốt một năm qua. Chuyện hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng, có thể gặp trục trặc lúc ban đầu, bản mệnh cần nhanh trí xử lý, tìm ra các phương án khắc phục thì mọi thứ mới tiếp tục được diễn ra suôn sẻ. Có nguyệt lệnh ủng hộ, không lo hoài công vô ích, có điều, sự xuất hiện của kiếp tài có thể gây hao tốn không ít tiền của, thâm hụt vào những khoản không cần thiết. Tử vi tình duyên. Xem bói tử vi, vận khí đang dần vượng, kéo theo đào hoa cũng vượng. Điều này có lợi cho những ai còn đang độc thân, vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, đào hoa quá vượng cũng là con dao hai lưỡi, khiến các cặp vợ chồng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, chẳng hạn như người thứ ba xuất hiện, phá hoại tình cảm lứa đôi. Trong tháng, nhất bạch chủ đào hoa gặp thất xích chủ về phiền muộn, thị phi đeo bám. Điều này báo hiệu những rắc rối về tình cảm bủa vây lấy bạn, để hóa giải chúng. Tuổi Nhâm Dần nên đặt biểu tượng gà trống phong thủy ở hướng đông của phòng ngủ, tượng gà trống chấn trị đào hoa, ngăn chặn đào hoa dữ, thúc đẩy tình duyên thêm thuận lợi. Tử vi sức khỏe. Theo tử vi tháng 12 âm lịch, tiếp tục là một tháng nhiều áp lực công việc, nên sức khỏe của tuổi Nhâm Dần có không ít bất thường, nhất là các vấn đề về tiêu hóa, dạ dày, tiệc tùng làm ăn liên miên, ăn uống không đúng giờ giấc, lại thức khuya, áp lực, công việc, khiến tình trạng đau dạ dày tái phát nghiêm trọng. Ngoài ra, sự xuất hiện của hung tinh Thiên Nguyệt mang điềm báo ốm đau, bệnh tật, Dần Mộc không được mùa đông che chở, sức đề kháng kém, dễ bị hàn khí xâm nhập, gây ra các bệnh về hô hấp như cảm cúm, ho hắng. Phật dạy, 4 điều cực hại cho vận mệnh của mình, đừng tái phạm nữa. 1. Bất hiếu. Đức Phật dạy rằng, điều thiện lớn nhất trên thế gian là lòng hiếu thảo và điều ác lớn nhất trên thế gian là sự bất hiếu. Trên đời này, nếu không có Phật thì hãy hiếu thảo với cha mẹ, thì cha mẹ sẽ là Phật. Điều này thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ là phước lành lớn nhất trên cuộc đời. Nếu có một nghiệp xấu, nếu như biết hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ, thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tích phước, tội nặng sẽ được đền đáp nhẹ nhàng. 2. Hận thù sâu sắc. Trong Phật giáo thường nói, một niệm sân hận sẽ mở ra hàng triệu chướng ngại, nghĩa là một khi sân hận nổi lên, lòng nóng nảy nổi lên, phúc lành sẽ biến mất, chướng ngại và điều kiện bất lợi sẽ hiện ra. Cơ thể con người giống như một từ trường, điều gì khiến bạn thu hút sẽ đến với bạn. Điều gì muốn thu hút phước lành và thành công, chúng ta đang phải học cách từ bi, dịu dàng và có sự bình yên trong tâm hồn. 3. Nghiệp phát sinh. Nghiệp phát sinh là nghiệp nặng nhất trong các nghiệp xấu và cũng là hành vi gây hại tới vận mệnh cực mạnh. Phật giáo dạy chúng ta về con đường luân hồi và chúng sinh, dù đi vào con đường nào cũng không thể thoát khỏi nghiệp báo. Đừng tưởng ai cũng có thể nhìn thấy nhân quả. Dù nhân quả là vô hình, nhưng nhân quả không chừa một ai, nghiệp không có gì sai. Số phận của chúng ta là sự biểu hiện của nghiệp. 4. Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là gì? Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người. Khẩu nghiệp là không có đạo đức, nói đúng thành sai, nói xấu sau lưng người ta, nói những lời dối trá, nói lời sáo rỗng, nói lời đao to búa lớn. Tục ngữ có câu, bất hạnh đến từ miệng, muốn tích phúc đức, trước tiên phải tu miệng. Một lời nói tử tế, sưởi ấm mùa đông, nhưng lời nói xấu, làm tổn thương cả người một đời. Câu này ai cũng biết, có bao nhiêu người thực sự làm được. Phật giáo thường nói, muốn tích đức, tích phước thì phải tịnh hóa ba nghiệp, thân, khẩu ý, tức là phải hành động tử tế, nói năng tử tế, có tấm lòng nhân hậu, thì những người như vậy sẽ thu hút được phước lành. Vâng, cảm ơn quý cô bác đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc cô bác cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.